Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại tập truyện 218 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Mở đầu cho tập truyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là ghê. Duy được kể lại từ một bạn nam hiện tại đang sinh sống ở An Giang. Bạn nói thì bạn nghe kênh của Duy được rất lâu rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay bạn mới có can đảm để mà kể lại một cái câu chuyện do chính bạn gặp phải trong lúc mà bạn đi làm nghề. Mà hơn hết á, cái câu chuyện này á, nó vẫn còn đeo đẳng bạn cho tới ngày hôm nay luôn kìa. Nói sơ về bạn trai này á, thì công việc hiện tại của bạn đang làm cho một cái trại hòm rất là lớn ở Long Xuyên, An Giang. Bạn không có tiện nói tên cái cơ sở này ra. Công việc của bạn ở trại hòm này á, chính là tư vấn bán hòm cho khách. Nếu mà khách người ta tới người ta mua hòm á, người ta trở về á, thì không nói làm gì. Cũng có những người khách gia đình người ta bối rối á mọi người, người ta không có tới kịp lúc này, thì bạn phải là người đi xuống tới gia đình của người ta, rồi á chỉnh cái xác nằm ngay ngắn lại, thay đồ giùm cho người chết luôn, rồi lúc đó bạn mới tư vấn cho gia đình đó là nên chọn cái hòm nào phù hợp với điều kiện kinh tế của từng nhà. Công việc của bạn nó là như vậy đó. Mọi chuyện nó bắt đầu kể từ hồi tháng 4 năm 2022 á. Lúc này cái ông chủ trại hòm, ổng có nhận được một cái cuộc điện thoại từ một cái gia đình đó. Cái gia đình này mới điện tới trại hòm và nhờ người á, đi xuống nhà của người ta để mà coi á, tham khảo giá hòm này nọ để mà cho người ta chọn hòm. Thế là bạn được ông chủ trại á, ổng mới phân công cho bạn đi xuống cái gia đình của người ta. Phải chi á, mà bạn đi ban ngày á, thì đâu có chuyện gì tới nổi đâu. Nhưng mà do người ta điện bất chợt quá, tới 5 giờ 15 phút chiều á, bạn mới bắt đầu xuất phát từ cái trại hòm, bạn đi xuống tới nhà người ta. Bạn chạy tầm khoảng 25 phút á, thì bạn đi tới quốc lộ, bạn ra khỏi cái con đường quốc lộ luôn. Chạy thêm một hồi nữa, bạn mới tới một cái cây cầu. Lúc này là vô cái đoạn đường nông thôn rồi nha. Tới cây cầu á, thì nó có hai hướng, quẹo trái, quẹo phải, bạn không biết phải quẹo hướng nào. Thành ra bạn mới điện cho cái gia đình của chú đó đó. Bạn mới hỏi là chú ơi bây giờ quẹo hướng nào. Chú đó mới chỉ á, con cứ quẹo trái đi, con chạy cuối đường á, thì con quẹo phải là tới nhà của chú. Bạn cũng chạy hoài vô con đường đó một hồi á, bắt đầu là bạn thấy mưa nó đổ. Nó lớn cực kỳ luôn, cái cơn mưa rất lớn, thành ra bạn không có thể nào chạy tiếp được hết trơn á. Mà cái đoạn đường chỗ này nè, cũng khá là đông nhà nha. Do đó thì bạn mới quẹo vô một cái nhà của chú đó, bạn trú mưa, sẵn thì bạn hỏi đường vô cái nhà của cái đám ma đó luôn. Bạn đang ngồi đục mưa thì cái ông chú chủ nhà, ổng cũng ngồi kế bên. Bạn mới hỏi là chú ơi, bây giờ từ đây mà chạy tới cái ngã ba ở cuối con đường này á, còn xa không chú? Ông mới nói là cũng xa lắm nghe mày, từ đây tới đó là 8 cây số đó. Trời ơi, bạn thấy là cũng xa dữ lắm, tại vì bây giờ á cũng đã 6-7 giờ tối rồi. Một hồi tầm khoảng 15 phút sau á, trời mưa nó tạnh, bạn mới bắt đầu á chạy xe và đi tiếp. Khi mà chạy hết 2 cây số đó, 6 cây số còn lại á, thì cái đoạn đường này người ta đổ toàn là đá bi không à, chạy nó rất là lôi choi lởm chởm, khó chịu dữ lắm, mà bụi bặm tùm lum hết trơn vậy đó. Cái đoạn đường càng vô sâu á thì càng không có nhà cửa gì hết trơn. Nói chung là lúc này bạn cũng hơi ớn rồi, tại vì chạy vô trong một cái đoạn đường nông thôn nó vắng vẻ vậy đó, mà trời mưa mới vừa tạnh nữa, trời nó rất là lạnh, tầm khoảng 7 giờ mấy hơn rồi, tối hù vậy đó. Bạn cũng đếm là chạy ngang rất là nhiều cái cục điện. Tới một hồi ở cuối đường, đúng thiệt là nó có một cái con đường để quẹo phải. Ở cái khúc đường cuối đoạn đường này nè, bạn thấy có một cái cây cột điện, là cây cột điện cuối cùng luôn, và ở đó có một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này người ta giống như là xây thô để mà nuôi tổ yến đồ đó mọi người. Chạy tới đó thì bạn mới khựng lại một chút, tại vì bạn nhớ là cái chú chủ nhà ổng có kêu mình là phải quẹo phải đi. Bạn mới nhìn lại trước cái nhà nuôi yến này á, thì bạn thấy ngay cái cục điện có một cái người thanh niên. Mà cái người này á, mình mẩy thì ướt nhẹp vậy đó, giống như là mới bị mắc mưa hồi nãy. Nhìn xuống dưới á, thì bạn thấy cái thanh niên này đang mặc cái quần thể dục của học sinh á. Ở trên thì mặc cái bộ đồ đá banh, giống như là một cái người thanh niên mà đi làm hồ, đi phụ hồ cho người ta rồi về vậy đó. Mà đứng ở đó ôm cái người mà lạnh lẽo gì nè, mình mấy thì ướt nhẹp nước nôi không vậy đó, mà gục cái mặt xuống gì nè. Bạn mới thấy lạ, thành ra bạn mới chạy tới bạn hỏi coi á, là tại sao mà cái anh thanh niên này đứng ở đây. Nhìn cái mặt của ảnh á, thì bạn thấy là cũng trạc trạc tuổi mình, chứ không phải là già gì đâu.
Nhìn nó thì thấy cũng tội dữ lắm. Tại vì cái đoạn đường này nó vắng tanh nè, không hề có nhà cửa qua hết trơn á. Mà bạn thấy là giống như đang lạnh lẽo dữ lắm vậy đó, đứng co ra một góc vậy nè. Thế là bạn mới chạy gần 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 lại. Bạn chạy lại á, thì thanh niên này mới đưa cái tay ra, ngỏ ý là nhờ bạn á, cho có gian đi về giùm. Tại vì hồi chiều á, đi làm hồ về mà cái xe bị hư rồi, loại bộ tới đây á, thì bị mắc mưa, thành ra là phải á, loại bộ về nhà mà nhà xa lắm. Thôi sẵn đường á, cho có gian về đi. Bạn cũng lòng tốt mà, bạn cho người ta có gian. Rồi cái thanh niên này mới leo lên cái xe của bạn luôn. Lúc này bạn cũng không có nhìn kỹ cái mặt của ảnh nữa. Rồi bạn cũng leo lên xe, bạn chạy tiếp. Lúc này cái thanh niên đó leo lên ngồi phía sau lưng của bạn rồi, và không hề nói câu nào hết trơn á. Bạn quẹo phải, bạn chạy hút cái nhà nuôi chim yến này rồi á, chạy thêm một đoạn nữa thì bạn thấy là cái chỗ này á, nó cũng đồng trống không à. Người ta trồng cỏ dôi để mà cho bò ăn á mọi người. Một bên là một cái cánh đồng để mà trồng cỏ, một bên á, là có một cái ao nước rất là lớn, còn trên bờ là cái con đường mòn bạn đang chạy thẳng vô đó. Bạn chạy tới một hồi á, bạn cũng không thấy nhà cửa qua hết trơn á. Thì cái thanh niên ngồi phía sau bạn á, mới hỏi bạn một câu. Hỏi chứ giờ này làm gì mà tối hù rồi, chạy vô đây làm gì vậy? Bạn mới nói là tôi ở Long Xuyên, tôi chạy vô đây á, để mà tôi lãnh đám ma giùm cho nhà người ta. Ở trong này có cái nhà đó có đám ma, tôi vô tôi làm giùm. Bạn vừa nói dứt câu thôi thì tự nhiên bạn thấy là cái chiếc xe của bạn á, nó nặng lại liền luôn. Giống như là cái thắng á, nó bị thắng lại vậy đó. Nó ghì lại luôn. Cảm giác y chang như là cái bánh xe phía sau của bạn á, nó bị lủng bánh vậy đó. Bạn cảm thấy lạ liền luôn. Tại vì tự nhiên cái xe nó cà tạch vậy nè. Chạy rất là chậm, nó cứ y a y gạch vậy đó. Mặc dù vậy nhưng mà vẫn chạy được nha. Bạn vẫn ráng bạn chạy tiếp á. Thì cái thanh niên phía sau mới nói với bạn một câu. Mới nói là ừ, tôi biết cái thằng đó. Cái thằng đó nó mới có 22 tuổi à. Tự nhiên bạn nghe cái bạn mới giật mình luôn. Bạn nói trời ơi, vậy là cái người chết á mới bằng tuổi của bạn thôi. Tại vì năm nay bạn chỉ mới có 22 tuổi à. Cái anh đó mới nói thêm á là thôi coi giúp gia đình của thằng đó nha. Nhà của nó cũng nghèo lắm á. Bạn nghe vậy á thì bạn mới cười. Bạn nói trời ơi anh ơi, nếu mà khổ á thì nhắc hòm theo khổ. Tại vì cái chỗ chạy hòm của em á, người ta có cái chế độ là bán hòm giá rẻ cho người nghèo. Rồi thậm chí nếu mà ai không có tiền á, chạy hòm của em cũng cho từ thiện luôn, không có gì hết trơn á, anh đừng có lo. Bạn vừa nói dứt câu thôi á, là cái thanh niên đó cũng im ru, không hề nói gì luôn mà cũng không có trả lời. Thế là bạn cũng chạy tiếp. Chạy một hồi hết cái con kênh nhỏ đó, thì bạn mới thấy một cái ngã ba. Bạn quẹo phải vô ngã ba đó thì bạn thấy phía trước á, là một cái chòm nhà. Tầm khoảng 4-5 cái nhà, nó lưa thưa, nó le que dữ lắm luôn. Nhìn nó thì thấy người ta cũng đốt đèn, nhưng mà cái đèn điện này á, nó yếu xìu à, nó không có sáng gì hết trơn á. Thì mới biết là cái chỗ này nè, người ta còn chưa kéo điện vô tới nữa. Người ta chỉ xài á, những cái tấm điện mặt trời để mà đốt đèn buổi tối thôi. Nếu mà nhà nào có đám tiệc á, thì mới mở cái máy phát điện lên. Nhà này xài hết rồi tới cái nhà kia vậy đó. Rồi bạn cũng chạy từ từ chạy thẳng vô cái nhóm nhà này luôn. Vừa gần tới thôi là cái thanh niên này nè, nhảy xuống xe một cái rầm luôn. Nhảy xuống đó rồi đi qua chỗ nào mất tiêu. Bạn quay lưng lại thì không thấy ảnh nữa, nhưng mà vẫn biết cảm giác là cái anh thanh niên này đã vừa nhảy xuống rồi, giống như là chạy đi chỗ nào mất tiêu vậy đó. Rồi thôi bạn cũng không quan tâm, bạn chạy thẳng vô cái nhà mà đang có đám ma luôn. Vô tới cái nhà này thì bạn thấy người ta cũng bu lại rất là đông, tại vì đang cầu nguyện cho cái người mới chết nằm ở trong cái mùng á, mà bạn cũng không có tiện vô coi người ta làm cái gì. Bạn đứng trước nhà thôi, bạn mới thấy cái nhà này theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, người ta có một cái bàn tròn để phía trước nhà để mà lập một cái đàn cầu nguyện cho người mới chết. Ở trong nhà thì ngồi đọc kinh cầu nguyện. Thấy bạn đứng đó đó, thì có một cái chú trong nhà, ông mới hỏi là ủa cưng ở bên trại hòm đúng không, thôi ngồi ở đây uống nước đỡ đi rồi bàn cái chuyện ngày mai lấy hòm sao. Bạn ngồi đợi 5 phút thì cái chú đó ra ngồi nói chuyện với bạn. Bạn cũng cho người ta biết là giá hòm sao sao đó. Cái chú này mới đặt một cái bộ hòm giá rẻ nhất, tại vì nhà của người ta cũng nghèo không có điều kiện. Bạn nói thôi vậy thì sáng sớm con sẽ giao hòm để mà cho gia đình của mình á liệm cho kịp giờ. Rồi ok, sau một hồi nói chuyện xong cũng đã chốt được cái hòm. Trước khi về á, bạn có đưa cho người ta một số vật dụng trước, ví dụ như là giấy cầu nguyện nè, rồi đèn cầy, những cái cáo phó rồi mùng mền này nọ đó, bạn cũng đưa cho người ta trọn bộ luôn. Trước khi về á thì cái chú này có nói thôi bây giờ á, chú em đi vô trong coi cái xác á đặt nằm ở đây á là có đúng vị trí hay chưa, tại vì nhà người ta cũng chưa biết là để vậy có đúng hay không nữa. Bạn cũng nói là dạ, để con vô con coi thử còn sao. Tới lúc này bạn vô tới cái chỗ đó, bạn coi cái xác thì bạn mới tá hỏa luôn. Trời ơi, thiếu điều bạn muốn chết đứng luôn vậy đó. Tại vì bạn vừa đi tới cái đầu giường thôi là tự nhiên á, mặt mày của bạn nó tái xanh tái nhợt luôn. Bạn lạnh toát cả người luôn á.
bạn thấy là cái xác đang nằm trên giường á, mặc cái áo đá banh, mà cái quần là cái quần thể dục, mà cái bộ đồ còn cũ dữ lắm, giống như là mới chết rồi người ta đem lên liền gì đó, chưa kịp tắm rửa thay đồ gì luôn, mà cũng không có đắp mền gì hết trơn á. Bạn lại bạn nhìn cái mặt á thì trời ơi, cái người thanh niên này chính là cái người mà hồi nãy bạn cho có gian ngồi trên xe của bạn đó. Lúc đó là bạn đi không nổi luôn, bạn chỉ lết lết từ từ á, đi ra một cái bàn phía trước ngồi để mà định thần lại thôi, chứ bạn không dám bước vô cái nhà này nữa rồi, tại vì quá là kinh hãi. Bạn ngồi suy nghĩ một hồi á, thì cái chú đó bước ra. Chú này giống như là cha của thanh niên đó vậy đó. Chú đó mới hỏi là nó nằm vậy được rồi ha, mình khỏi cần sửa lại ha. Bạn nói dạ nằm vậy được rồi chú. Nhưng mà cái bạn muốn hỏi á, tại sao cái thanh niên này lại chết như vậy? Chú đó mới nói là nó đi làm hồ, rồi á, nó té giàn giáo nó chết luôn. Mà cái chỗ nó chết á, chính là cái nhà yến đang xây còn dở dang đó. Trời ơi, chính là cái chỗ mà bạn rước ảnh chứ ai. Ngay cái chỗ cái cây cột điện, ảnh đứng dựa cái cây cột điện kế bên cái căn nhà yến mà không có ai ở đó hết trơn. Khi mà nghe xong tới đó là thiếu điều á, bạn chạy xe về không nổi luôn. Lúc này cũng đã 10 giờ rưỡi tối rồi, bây giờ sợ quá ngủ lại nhà người ta cũng đâu có được, tại vì cái xác á thì đang nằm trong nhà. Thôi thì bạn cũng hỏi người ta đường về. Bạn mới hỏi chú ơi bây giờ á, có cái đường nào về Châu Thành nhưng mà không có đi ngang cái đường hồi chiều con chạy nữa không? Ông nói là thôi bây giờ á, cưng chạy qua sông á, cưng chạy thẳng một mạch á là sẽ tới cái chợ Cần Đăng, tới đó là cưng biết đường về rồi. Thế là bạn cũng đi theo cái con đường mới, bạn không có đi theo cái con đường mà có cái căn nhà yến, cái chỗ thanh niên này mới vừa chết ngày hôm qua nữa, bạn không có dám đi. Rồi bạn cũng gán lên xe, mà bạn cầm cái tay lái thiếu điều tay chân bạn muốn rụng rời luôn á, bạn không thể nào không nhớ nổi cái hình ảnh của thanh niên đó. Bạn vừa chuẩn bị qua cái cầu để mà chạy qua sông á, thì hình như bạn nghe bên lỗ tai của bạn có giọng nói của một cái người thanh niên, mà bạn biết chắc chắn đây là vong hồn của thanh niên đó luôn, mới nói với bạn một câu á, em cảm ơn anh nha anh. Trời ơi là bạn hết ga hết số luôn, bạn đạp bạn chạy thẳng một mạch về nhà. Bạn nói hên á là trên đường lúc đó chỉ có mình ơn bạn thôi, chứ nếu mà có cái xe khác mà chạy chung với bạn chắc bạn cũng tông ta té xuống ruộng luôn rồi. Rồi bạn cũng chạy được về tới nhà. Qua ngày hôm sau cũng có người giao hòm tới cái nhà này cũng như bình thường thôi, và làm đám tang không có chuyện gì xảy ra hết. Chuyện đó là từ hồi tháng 4 cho tới khoảng 2 tuần lối lại đây á, thì bắt đầu bạn lại gặp những cái vong hồn của thanh niên này cứ liên tục về. Mà lâu lâu á, bạn ở trong phòng bạn nằm ngủ á, là thấy thanh niên này đứng trong phòng nhìn bạn cười hoài vậy đó. Cười mà không phải một cái nụ cười thân thiện, một cái nụ cười rất là ma quái, rất là ghê luôn, bạn sợ dữ lắm. Mà hầu như là 2 tuần đổ lại đây á, bạn làm gì bạn cũng thấy thanh niên đó hết trơn á, giống như bạn đang bị cái thanh niên đó bám theo bạn vậy đó. Cho nên qua câu chuyện này, một á là bạn muốn chia sẻ với mọi người về cái quá trình đi làm nghề của bạn, hai á là bạn muốn cầu cứu mọi người, nhờ mọi người biết cái thầy nào hay hay á giúp bạn để mà cho cái vong hồn của thanh niên này không còn đi theo bạn nữa. Mặc dù không biết người ta có phá bạn hay không, nhưng mà người ta cho bạn thấy hoài à, bạn rất là sợ. Tới bây giờ luôn á, bạn vẫn thấy thanh niên này, thấy hoài luôn vậy đó. Giống như bạn á, đã tự nhiên mở được con mắt âm dương luôn, bạn sợ dữ lắm. Và đây chỉ là cái phần 1, nói về tại sao bạn lại bị cái vong nam này theo thôi. Sau khi mình làm đám ma rồi đó, những cái câu chuyện bạn bị thanh niên này á, về nhát bạn rồi cho bạn thấy sao đó, bạn sẽ tiếp tục kể lại chúng ta ở những tập tiếp theo. Kế đến là một cái câu chuyện về bùa ngải. Chị em dùng bùa yêu để bắt xác chồng của bạn mình. Cái nội dung nó hay y như là phim điện ảnh vậy đó mọi người. Nói chung thì đây là một cái bài học dành cho những chị em phụ nữ trong cái việc chọn bạn để mà chơi. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một bạn gái. Bạn là người dân tộc Khmer luôn. Bạn kể lại câu chuyện này đã xảy ra cách đây 7 năm trời rồi. Bạn thường xuyên nghe chuyện trên kênh của mình, nhưng mà cho tới hôm nay bạn mới dám kể lại một cái câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn, mà cái người hứng chịu chính là cha mẹ của bạn luôn. Cái câu chuyện này nó dính dáng khá là nhiều về gia đình bên ngoại của bạn, thành ra Duy sẽ đi sâu về bên ngoại của bạn nhiều hơn. Ông ngoại có tới 10 người anh em luôn, nhưng mà do những cái người anh em trước của ông ngoại á, người ta lớn tuổi cũng mất hết rồi. Bạn lớn lên bạn chỉ biết được cái làm ông 8 nè, ông 10 và bà Út là những người anh chị em với ông ngoại á. Ông ngoại thì ổng thứ 9. Về gia đình của ông ngoại á, thì ông ngoại có 4 người con, trong đó mẹ của bạn là cái người con gái thứ Út. Nói về cái độ giàu và cái sự thành công á, thì hình như chỉ có cái người dì hai của bạn là cái người giàu nhất thôi, làm ăn rất là khấm khá, có tiền có bạc rủng rỉnh dữ lắm. Nhưng mà cái thời gian tầm khoảng 7-8 năm đổ về trước á, cái thời gian câu chuyện này xảy ra, thì tự nhiên là dì hai của bạn đổ bệnh.
bà đang làm ăn ngon trớn gì đó. Bà nằm đó, bà bệnh rất nặng mà không biết lý do tại sao. Cho nên là trước khi mà dì hai mất á, mẹ của bạn cũng có đi coi thầy. Tại vì là cũng đã chạy chữa bác sĩ này nọ, người ta đã bó tay, ta trả về nhà rồi. Do đó thì mới tìm tới những cái người thầy, tìm hiểu coi là có cái lý do tâm linh gì hay không. Khi mẹ đi tới thầy để mà coi á, thì thầy người ta nói do cái miếng đất mà của dì hai bà đang ở, bà ở trên một cái miếng đất rất là xấu, vong linh người ta ở rất là nhiều. Cho nên á, là người ta mới hành bà, làm cho bà bệnh hoạn vậy đó. Bây giờ chỉ có một cách đó là cúng kiến người ta, rồi dọn nhà không có ở trên cái cục đất này nữa. Mẹ cũng nhanh chóng đi về, nói với ông Dượng Hai á, thì Dượng Hai ổng không có chịu, ổng không có tin những cái vấn đề tâm linh này. Ổng nói bệnh hoạn chết sống á, là cái số trời rồi, không có chuyển nhà cửa đâu hết trơn á, nhà cửa bây giờ ở đây mà chuyển đi đâu. Thế là một thời gian ngắn sau thôi, dì hai cũng đã trút hơi thở cuối cùng và chết luôn, để lại mấy đứa con. Rồi là kể từ sau cái ngày dì hai của bạn chết á, công việc làm ăn của Dượng Hai nó cũng đi xuống trầm trọng luôn. Ổng làm đâu là thua đó, thua lỗ rồi thiếu nợ người ta. Cuối cùng là phải bán chát hết những cái thứ trong nhà. Bây giờ từ một cái người có của ăn của để, thành một cái người không có gì trong tay hết trơn luôn. Chắc là do không có tin tâm linh phong thủy hay sao đó. Rồi cuối cùng không biết ổng có chuyển cái nhà khác để mà ở hay không á, thì bạn không có đề cập tới. Bây giờ tới một cái vấn đề khác của mẹ bạn. Cho tới khoảng 2-3 năm sau, bạn nhớ không làm lúc này á, mẹ có một cái cuộc cãi lộn, gây lộn gì đó với cái nhóm con cháu của cái ông thứ 10 á. Ông ngoại thì ổng thứ 9, còn cái ông thứ 10, ổng cũng có rất là nhiều con dâu con rể này nọ. Lúc đó mẹ cãi vã cái vụ gì thì bạn không có nhớ rõ. Tuy nhiên, trong cái nhóm mà con dâu con rể của ông thứ 10 á, mẹ chỉ có chơi thân duy nhất với một cái bà này tên là bà Ánh, cũng trạc tuổi chung với mẹ thôi. Không hiểu sao lúc đó giống như là mẹ thấy cái bà này chơi được hay sao á, rồi hai người kết thân, cứ qua lại tới lui thường xuyên giống như là chị em ruột trong nhà vậy đó. Trong khi mẹ và cái bà Ánh này đâu phải là chị em bạn dâu với nhau đâu, đâu phải là cùng lấy hai anh em trong nhà đâu, mà chỉ là mẹ là cái người con dâu của ông thứ 9, còn bà Ánh này con dâu của ông thứ 10, nói chung cũng là xa lắm, không có gần gì hết trơn á. Vậy đó mà cũng do cái bà Ánh này, bà chơi thân với mẹ, cho nên là những cái người chị em bạn dâu của bà ở bên cánh nhà của ông thứ 10 á, người ta cũng cạch mặt với bà Ánh luôn. Tại vì người ta đâu có ưa mẹ của bạn đâu, cuối cùng là chỉ có mẹ và bà Ánh này chơi với nhau thôi. Nói về cái bà Ánh này, bà là con dâu thứ út của ông 10. Bà có hai thằng con trai, một thằng tên là thằng Toàn, một thằng tên là thằng Thái. Nhà của bà thì cũng xéo xéo nhà của bạn thôi, chung một xóm. Nhưng mà do cũng có một chút bà con họ hàng xa với nhau á, thành ra là thân hơn những cái người trong xóm. Tự nhiên thời điểm đó rồi chơi thân với nhau luôn hả. Bạn thấy sao mà mẹ mình chơi thân với bà Ánh này á, chơi với ai cũng được, nhưng mà riêng cái bà Ánh này là tự nhiên bạn cảm thấy bạn không có thích. Bạn không có thích bà, mặc dù bạn cũng có gọi cái bà Ánh này á, là bằng gì đó chứ không phải là người lạ gì đâu. Nhưng bạn thấy cái bà này cứ sao sao á, bạn không có ưa. Với lại thêm một cái nữa, bạn cũng là con gái của mẹ, nhưng mà những cái vấn đề làm đẹp này nọ nè, rủ nhau đi xăm môi, đi sửa móng tay này nọ đó, là hai người cũng dắt nhau đi, cứ ưu tiên cho cái bà đó hết. Còn á, mẹ bạn bỏ bạn qua một bên, thành ra bạn thấy rất là chướng mắt luôn. Cái gì đâu á, mà y như là hai chị em ruột với nhau vậy đó. Rồi cũng do là quá thân nhau đi, thì thành ra chị em tối ngày á, cứ đi chỗ này chỗ kia làm đẹp, rồi dắt nhau về nhà, rồi ngồi nói chuyện tán dóc này nọ chơi đó. Bà Ánh cũng thường xuyên qua nhà của bạn dữ lắm, như là người trong nhà luôn. Tới khoảng một thời gian ngắn sau, thì ở trong cái xóm của bạn xuất hiện một cái người đàn bà lạ mặt. Cái bà này á, nhìn tóc tai lượm thượm mà nhìn bà rất là dơ. Bạn còn nhỏ nha, nhưng bạn cảm giác cái bà này giống như là một cái bà thầy bùa mà dơ giấy đi lang thang khắp chỗ này chỗ kia vậy đó, nhìn y chang như ăn xin luôn. Nhưng không biết làm sao á, bà đi lang thang trong xóm này, rồi á, bà mới quen với cái bà Ánh đó, mà không biết hai người này đã quen nhau từ hồi nào. Mà bạn cùng với mẹ mới thấy là cái bà Ánh này có dẫn cái bà đàn bà dơ giấy đó vô nhà của bà một lần, rồi hai người vô đó nói chuyện cái gì với nhau á. Qua bữa sau, bà Ánh mới qua bên nhà của bạn giới thiệu với mẹ, cái bà mà dơ giấy đó cũng là một cái người đã từng quen biết với bà Ánh. Cái người đàn bà này tên là Cẩm. Rồi bà Ánh á, mới nói cho mẹ biết, bà nhìn dơ dơ vậy thôi, nhưng bà là một cái bà thầy bùa, bà biết rất là nhiều bùa phép luôn. Ai tới mà giải hạn hay làm gì đó, bà làm được hết trơn à. Cho nên là bà muốn mẹ kết thân với cái bà đàn bà dơ giấy này, rồi ba người chơi với nhau, để mà có cần cái gì về bùa phép á, thì cái bà đó có thể giúp đỡ được cho hai chị em. Bạn nói thẳng luôn á, mẹ của bạn cũng là một cái người rất là nhẹ dạ cả tin, tin người dữ lắm. Nghe cái bà Ánh này nói là mẹ tin liền hả. Thế cái bà Cẩm này cũng tội nghiệp,
chắc là nghĩ bà là một cái bà thầy bồ cũng hay lắm, rồi đi lang thang ở ẩn này nọ, không có muốn phô trương cái năng lực cho mọi người biết. Rồi thấy bà cứ đi lang thang vậy đó, không nhà không cửa cũng thương, thôi thì cho bà ở tạm bên nhà bà Ánh đi. Rồi bà cứ qua nhà của bạn chơi ngày này ngày nọ vậy đó, quen nhau cũng như là ba chị em nhau vậy đó. Rồi là cái chuyện gì tới nó cũng phải tới. Nguyên một cái thời gian dài, cái bà Ánh cùng với cái bà đàn bà tên là Cẩm đó, cứ qua nhà của bạn chơi. Bà mẹ cũng hay qua nhà của bà Ánh chơi luôn, qua lại vậy đó. Suốt một thời gian dài như vậy, thì cái bà Ánh này á, thấy cha bạn ở trong nhà, bà đã mê ông cha của bạn. Cuối cùng á, thì bà đã nhờ cái bà Cẩm này á, làm bùa để mà cho cha của bạn dính bùa phép và thương cái bà Ánh này đi, bỏ mẹ của bạn, thậm chí còn làm bùa cho mẹ bạn khùng khùng điên điên, nặng nhất là có thể chết bỏ mạng, để mà ông cha ổng có thể dễ dàng đi qua bên nhà để mà ở chung với bà Ánh. Nói chung á là bà muốn bắt xác cha của bạn luôn đó. Bạn nói không phải bạn tự khen mẹ mình, chứ thực ra khi mà nhìn cái nhan sắc giữa mẹ bạn và cái bà Ánh này á, thì cái bà Ánh này bà thua xa. Mẹ của bạn đẹp hơn bà rất là nhiều. Mặc dù nhà của bạn á đã có 2-3 đứa con rồi nha, lớn hết rồi, nhưng mà cha mẹ bạn còn thương nhau, còn mặn nồng y như là vợ chồng son vậy đó, thương nhau dữ lắm luôn. Nhưng mà mẹ đâu có biết, kể từ cái ngày mà cho hai cái người đàn bà đó qua chà lết, la lết bên nhà của mình á, thì cái tình cảm giữa cha mẹ của bạn ngày càng rạn nứt, cãi lộn rất là nhiều. Trong khi hồi đó giờ á, ông cha ông rất là hiền, không bao giờ ông gây gổ mà kiếm chuyện hết trơn á. Bây giờ á, một cái chuyện nhỏ nhặt thôi á, cha với mẹ bạn cũng cãi lộn, làm nên chuyện cho bằng được. Cũng do cứ rầy rà cãi lộn hoài vậy đó, mà hai vợ chồng đâu còn mặn nồng gì nữa đâu, cứ nhạt nhẽo từ từ. Rồi mẹ mới thấy buồn quá, đâu biết tâm sự với ai, chỉ có hai cái người chị em thân nhất, chính là cái bà Ánh với bà Cẩm này. Đó thì mẹ mới qua tâm sự với bà Ánh, nói trời ơi sao dạo này á, hai vợ chồng của tao cứ cãi lộn hoài mày ơi, không biết ổng có dính bùa dính ngải gì con nào ngoài không nữa. Mẹ nói phong long vậy thôi, nhưng đâu có biết cái người đó chính là cái người đang ở trước mặt của mình vậy nè. Mỗi lần nghe mẹ tâm sự á, thì bà Ánh á, bà chỉ biết vuốt vuốt theo mẹ thôi, bà nói thôi bà đừng buồn nữa, bà về á bà lo cho ổng nhiều hơn đi, chắc cũng tại bà đó, thôi không có gì đâu, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà. Mẹ cũng nghe vậy rồi cũng thôi, đâu có để ý cái gì nhiều đâu. Đi kể hết mọi chuyện trong nhà cho người ta nghe, rồi về nhà. Về thì mọi chuyện đâu lại vô đó, hai vợ chồng cũng cãi lộn rầy rà hoài vậy đó. Đùng một ngày cái cha bạn á, ổng dọn đồ đâu hồi nào á, ổng đi đâu mất tiêu luôn, mẹ điện hoài không trả lời. Lúc đó mẹ cũng lấn quýnh dữ lắm luôn, điện một hồi á thì ổng mới bắt máy. Ổng nói là tao đi Sài Gòn tao làm rồi, chừng nào tao rảnh á thì tao về. Mẹ của bạn cũng chân hững dữ lắm luôn, đâu có nghĩ là có một ngày cha của bạn ổng lại bỏ xứ, ổng lên Sài Gòn ổng làm gì đâu. Mẹ cũng năn nỉ, kêu thôi anh ơi đi về ra nơi, đâu có chuyện gì đâu mà đi bỏ con em vậy. Nhưng mà ổng cũng nhất quyết từ chối, ổng ở trển á, rồi á lâu lâu ổng cũng sẽ về. Đồng thời lúc này trùng hợp một cái bà Ánh á, bà cũng đi đâu mất tích khỏi cái xóm này 2-3 ngày trời luôn, bà đóng cửa bà không có ở nhà. Mẹ cũng định qua kiếm bà để mà tâm sự này nọ, nhưng mà không thấy bà ở nhà, điện bà cũng không có được luôn. Mà bạn thấy hình như mỗi lần cha của bạn lên Sài Gòn để mà làm á, thì do cha của bạn xa mẹ bạn, cái lá bùa này nó hết tác dụng hay sao á, mỗi lần lên đó làm được thời gian á, cái cha của bạn lại đi về nhà. Mà về nhà thì hai vợ chồng bắt đầu lại cãi lộn tiếp, không chuyện này thì chuyện kia. Đó thì thành ra ổng cứ đi rồi ổng về, đi rồi về vậy đó, chứ không có muốn về nhà. Đỉnh điểm là cái lần đó ổng về dưới nhà thì cha với mẹ bạn có cãi lộn một trận rất là lớn. Cãi lộn sao á, thì mẹ bà có cầm cái cây kéo, bà không có muốn làm gì cha hết á, mà bà vô tình á, bà quăng vô cái người của cha, thì cái kéo này nó rớt trúng cái bàn giò của ông cha, nó đâm vô cái bàn giò, nó chảy máu ra. Lúc này mẹ mới thấy cái máu chảy ra từ cái bàn giò của cha không phải là cái máu đỏ như người bình thường, cái máu nó màu tím rịm hả mọi người. Cái máu màu tím này nó chảy ra từ cái bàn giò của ông cha y chang như là cái mực tím của cái trái mồng tơ vậy đó. Nhưng mà lúc này do là mẹ bà quá bực bội, đang cãi lộn mà, bà đâu có để ý nhiều tới cái chuyện này đâu. Sau này qua hết mọi chuyện rồi thì bà mới sực nhớ lại cái dòng máu ngày hôm đó. Cãi lộn xong, ổng cũng guộng đồ ổng đi tiếp, rồi vợ chồng lại cơm không lành canh không ngọt hoài vậy đó. Tuy nhiên lạ một cái bà Ánh này sau 2-3 ngày bà mất tích, bà không có ở nhà, mà mẹ không biết bà đã đi đâu á, thì bà cũng ru rú ở nhà nha. Bà ít qua nhà của bạn chơi, rồi hai chị em cũng không có qua lại gì hết, mặc dù không có cãi lộn gì cả. Chỉ là mẹ rủ bà đi đâu á, bà mới đi thôi, chứ bà cũng không còn qua nhiều như trước nữa. Thành ra là sau cái trận cãi lộn đó, mẹ mới qua rủ cái bà Ánh này á, hai chị em mình đi coi bói thử còn sao. Sao mà hai vợ chồng tao á cỡ này á,
Không biết ổng có quen cái con cái nào ở ngoài hay không, mà ổng cứ về á, ổng chửi mắng tao hoài à. Ổng cứ đi làm xa vậy hoài đó mày. Rồi mẹ cũng rủ bà đi, bà cũng chịu đi. Hai chị em tới nhà của một cái người thầy này, hỏi là coi á, chồng con dạo này á, có đi theo ai hay không, mà sao á, cứ bỏ đi khỏi nhà miết à. Ông thầy mới trả lời, hai vợ chồng của nữ bị dính bùa cùng một lúc luôn. Thằng chồng cũng bị người ta bỏ bùa, rồi cô cũng bị người ta bỏ bùa luôn. Mà bùa của cô á, thậm chí còn nặng hơn chồng của cô nữa. Người ta chỉ muốn bắt chồng của cô làm chồng, còn cô á, người ta cho cô chết luôn để mà người ta dễ dàng giành chồng từ cô. Nghe tới đó là mẹ đứng hình luôn rồi. Mẹ mới hỏi thầy cho, thầy ơi, thầy biết cái người đó là ai không thầy? Bây giờ có cách nào hay không? Thầy mới nói cái người đó đó, nhà đối diện với nhà của cô luôn, nhưng mà từ từ cô sẽ biết. Mẹ nghe xong cái mẹ mới giật mình. Mẹ mới quay qua hỏi bà Ánh á, ê, ông thầy nói á, cái nhà đối diện là ai vậy mày? Bà cũng lắc đầu, bà nói, ủa đâu biết ai đâu, đối diện nhà bà cũng có nhiều nhà lắm mà. Trong đó cũng có nhà của bà nữa, tại nhà của bà cũng xéo xéo nhà của bạn luôn. Tuy nhiên mẹ thì không có nghĩ cái bà Ánh này đâu, cứ nghĩ á, là cái đám con của ông Mười không thôi. Có vẻ như là ngày hôm đó thầy không có làm giúp được cho mẹ, tại vì năng lực của thầy không tới hàng sau đó. Thầy chỉ cho mẹ biết được một cái tiết lộ, đó chính là cái người đã hại mẹ, nhà đối diện với mẹ thôi. Chứ rồi á, mẹ cũng đi về. Và sau đó nhanh chóng, mẹ cảm thấy là hai cái bàn chân của mình á, nó rất là đau. Nó đau nhói dữ lắm, không thể nào mà đi đứng lại được như người bình thường luôn á. Rồi cảm thấy trong cái cơ thể của mình á, nó tê tái mà nó sao nó kỳ cục dữ lắm. Cũng đi khám đủ chỗ hết trơn luôn, nhưng mà người ta khẳng định là không có một cái dấu hiệu gì lạ trong cơ thể hết trơn á. Đi về đi, hoặc là uống thuốc giảm đau. Mẹ đau đớn quá thì mới than với cha, tại vì cũng có khi ổng ở nhà nữa. Nhưng mà ổng đâu có hề quan tâm đâu, tại vì lúc này á, cái bùa của bà Ánh á, đã ngấm sâu trong máu của ổng rồi. Nhiều lúc như vậy á, mẹ cảm thấy đau đớn trong người dữ lắm, nhưng mà nói với cha, ổng đâu có làm gì đâu, ổng phớt lờ vậy đó, ổng bỏ ngoài tai. Bạn thì cũng còn nhỏ quá đâu biết gì đâu, cho nên là bạn thấy là mẹ cứ nhiều lần á, ngồi khóc có mình ơn à, rất là tội nghiệp, nhưng bạn cũng không biết phải làm gì hết trơn á. Rồi bỗng một ngày, ở trong xóm có cái ông Tám, ổng cũng mới vừa đi Sài Gòn về. Ổng có kể cho mẹ nghe một chuyện. Ổng nói, ê, hồi tháng trước á, tao có thấy thằng chồng của mày á, nó lên Sài Gòn, mà tao không biết nó làm gì hết trơn. Tao thấy nó đi cặp kè với con Ánh á, mà tao không biết là hai đứa lên trển làm cái gì, không biết mày có đi theo hay không, mà mày có biết cái chuyện này hay không vậy? Mẹ nghe vậy xong là mẹ mới đứng hình luôn. Mẹ nói, trời ơi, thì ra là lần đó ổng đi á, là ổng đi với cái con Ánh. Lúc đó là nó cũng đi ra ngoài khỏi nhà, nó đâu có ở nhà đâu. Khi đó là mẹ bà nóng máu hết trơn rồi, bà mới kiếm cha. Nhưng mà lúc này ổng đi ra ngoài vuông tôm, ổng không có ở nhà. Đợi một hồi ổng về á, thì mẹ mới hỏi luôn. Mẹ hỏi vậy chứ bây giờ tôi hỏi thiệt ông nè, ông có qua lại cặp kè với con Ánh hay không? Thì cha ổng chối bậy bậy à, ổng nói không có, tôi đâu có mê nó đâu, mà tôi đâu có đi Sài Gòn nó làm cái gì đâu. Tới lúc này mới gây cấn nè, nghe cha nói vậy á, thì mẹ mới bước vô nhà. Bà lấy ra ba cây nhang, rồi bà kêu cha bây giờ á, thôi được rồi, tôi với ông đi qua cái ngôi miếu kế bên nè, qua bên đó rồi ông với tôi cùng nhau thề đi, coi đứa nào nói thiệt hay là nói dốc. Mà cái ngôi miếu cặp bên hông nhà của bạn, mặc dù đây là một cái ngôi miếu cũng không phải là bự lắm đâu, nhưng bạn nói cái ngôi miếu này rất là linh thiêng luôn, không biết thờ ai, nhưng mà cứ hễ ra mà đó thề cái gì á, là trúng cái đó đó. Hai vợ chồng mới cùng nhau đứng trước cái miếu, cầm mấy cây nhang lên. Mẹ nói, bây giờ á, ông nói thiệt với tôi, ông thề đi, nếu như mà ông có lén phán ông qua lại với con Ánh á, ông bỏ tôi á, thì tôi giái cho cái hạ bộ của ông á, là cái bộ phận sinh dục của ông á, nó bị lở loét và không có xài nữa luôn. Còn nếu như tôi là cái người du khống cho ông trong sạch ông không có, thì thôi trời cho tôi á, tôi bị lở loét đi tôi cũng chịu nữa. Hai vợ chồng đồng ý với nhau, thề luôn, rồi cắm cây nhang vô cái miếu này. Sau khi mà thề thốt xong, mẹ cũng hoàn toàn bình thường, không hề nóng nảy gì hết. Thứ nhất là cũng kìm, chứ không có để nóng nảy rồi qua đó làm lớn chuyện nữa. Tại vì mẹ cũng biết á, cái bà Ánh này, bà chưa có biết cái chuyện á, là mẹ đã biết bà với ông chồng của mình cùng nhau ở trên Sài Gòn mấy bữa ngày hôm nay. Cho nên là mẹ cứ im, để tiếp tục hai chị em chơi với nhau, để coi cái màn tiếp theo là bà Ánh này bà diễn cái gì. Rồi cho tới một ngày, lúc này là giống như là cái bà Ánh này á, bà cảm thấy sao bên đó đó, bà ngày càng làm cho cái bùa này mạnh hơn, để mà bắt xác cha của bạn nhanh hơn. Cái vụ việc này, thì tới sau này khi mà xong xuôi hết thì mẹ mới biết, chứ không phải là mẹ biết liền vào cái thời điểm đó. Tại vì cảm giác như là cái bà Cẩm, chính là cái bà thầy bùa dơ giấy chơi chung với bà Ánh á. Cái bà đó đã làm một cái loại bùa mạnh hơn cho mẹ. Tuy nhiên lúc này, ở trong nhà, mẹ có thờ một cái tượng Phật.
Cái tượng Phật này mẹ để chính giữa nhà luôn trên cái bàn thờ á. Tối nào mẹ cũng lên đó đọc kinh rồi niệm Phật hết trơn á. Giống như là có cái tượng Phật này thì bả không thể làm bùa phép được gì đó. Cho nên là bả mới nhờ cái thằng Toàn, là thằng con trai của bà Ánh á, lén qua nhà của bạn, giả bộ lân la chơi thôi, qua bên đó canh cái lúc mà không có ai á, ăn cắp cái tượng Phật đem về nhà bển. Lại là do mẹ của bạn quá là dễ dãi đi, chơi chung với bà Ánh, thành ra là mấy đứa con của bả, thằng Toàn với thằng Thái cũng thường xuyên qua nhà của bạn chơi, giống như là con cháu của mình trong nhà vậy thôi, đâu có ai đề phòng gì đâu. Xui một cái nữa là ngày hôm đó nhà của bạn không có ai ở nhà trơn hay sao á, nó mới qua nhà nó giả bộ nó chơi. Rồi nó nghe lời mẹ của nó là bà Ánh á, kêu lấy một cái ghế cao á, lên cái bàn thờ á, lấy cái tượng Phật đem về cho bả đi. Thiệt tình là cái thằng Toàn á, nó cũng không biết gì đâu, nó chỉ nghe lời mẹ của nó thôi. Rồi nó qua nhà bạn, nó ăn cắp trót lọt cái tượng Phật này, tại vì đâu có ai ở nhà. Nó đem về cho mẹ của nó. Cho tới cái tối ngày hôm đó thì mẹ mới phát hiện là cái tượng Phật ở trên cái bàn thờ nhà mình mất tiêu rồi. Mẹ bà cũng ra bà chửi râm ran vậy đó, mà đâu có biết là ai lấy đâu. Nhưng lúc này trong đầu của bà cũng hơi nghi nghi cái người lấy chính là cái bà Ánh này rồi. Tại vì bà Ánh cũng là cái người liên quan tới bùa ngải đây nè. Mẹ cũng chửi phong long vậy thôi à, chứ đâu có biết chứng cứ rõ ràng ai lấy cái tượng Phật nhà mình đâu, mất rồi thôi. Nhưng mà mẹ ngày càng đề phòng hơn nha. Tuy nhiên tới một thời gian ngắn sau thôi, tầm khoảng chưa được tháng nữa, bắt đầu mẹ bạn lại có những cái dấu hiệu lạ. Hồi trước giờ thì cơ thể của mẹ đau đớn sẵn rồi, bây giờ lại còn như là cái người khùng khùng điên điên vậy đó. Lâu lâu bạn lại thấy con mắt của mẹ bạn trợn trắng lên vậy nè. Rồi nửa đêm ngủ, mẹ bạn bà đau đớn mà giống như là bà bị liệt nửa người luôn vậy đó. Rất là tội nghiệp bà luôn. Vậy đó mà mẹ bạn chịu đựng trong vòng 2-3 năm trời luôn. 2-3 năm đó không có đi coi thầy chạy chữa gì cả, ở nhà chịu đựng cái cơn đớn đau vậy đó. Rồi cho tới một ngày, mẹ cũng quyết định đi tìm một cái người thầy này nữa. Tới lúc đó thì người ta mới xác định rõ ràng luôn, cái người mà hại mẹ chính là cái bà Ánh này, và cái bà Cẩm chính là cái bà thầy bùa chơi chung với bà Cẩm, rắp tâm cùng nhau hại mẹ của bạn cho mẹ bạn chết luôn. Thầy còn nói thêm á, ngày hôm nay cô tìm tới tôi là hơi bị trễ rồi đó, chứ đâu phải là cô mới bị đây đâu, cô bị rất lâu rồi, cái bùa này nó ăn sâu trong máu trong xương của cô luôn rồi. Mà không phải cô bị bùa không đâu, cô còn bị một cái vong theo, mà cái vong này chính là cái người chị ruột của cô đó, cái người đó theo vừa phù hộ mà vừa phá cô luôn đó. Do là cái người đó thấy cô á, bị bùa ngải nặng quá, người ta muốn nhập vô người của cô để mà ngăn chặn cái bùa đó không cho cô bị nặng hơn. Nhưng mà cái chuyện này cũng vô tình làm cho cô bị nặng hơn nữa. Tại vì cô vừa bị dập hai thứ, một là bùa, hai á, là cái âm khí của người âm nó nhập vô cô, thành ra riết rồi cô chịu không nổi, có thể cô sẽ chết sớm, cô không có trụ được đâu. Nhưng mà rồi ngày hôm đó thầy chỉ cho biết vậy thôi, thầy cũng không có làm gì hơn được. Thầy chỉ cho một cái lá bùa để dưới gối cho mẹ bạn nằm, không thể bị nặng hơn nữa thôi, chứ thầy không có dám làm cho hết luôn. Tại vì đây là ngoài khả năng của thầy, thầy không có làm được, chứ không phải cứ tìm tới thầy là thầy sẽ giải được cho mình đâu. Lúc đó đi về là mẹ cũng tập trung lo cho cái bệnh tình của mình, cũng quên luôn cái chuyện là cái tượng Phật ở nhà của mình bị mất mà không biết ai lấy. Đồng thời lúc này trùng hợp một cái là cái hạ bộ của cha bạn á, nó bắt đầu lở loét lên, chứng tỏ là cái gì? Cái lời thề của ổng đã ứng nghiệm rồi, có nghĩa là ổng đã lén phén qua lại với cái bà Ánh này. Khi đó thì mẹ rất là ấm ức luôn, mẹ nói trời ơi, tại sao mà mình chơi với bạn hết mình mà nó lại chơi với mình hết hồn vậy, thiệt sự không nghĩ nó phản mình vậy luôn á. Không biết á, là cha của bạn bị dính bùa hay là cha của bạn á, đã có ý định đã muốn qua lại với bà rồi, nhưng cuối cùng cái giá mà cha của bạn phải trả là đã lỡ hết cái bộ phận sinh dục luôn. Nói chung thời điểm đó có rất là nhiều chuyện xảy ra dồn dập luôn. Khi phát hiện là bị lỡ loét vậy đó, cái bà Ánh này bà cũng chuyển chỗ khác, bà đóng cửa và không có ở chỗ này nữa, giống như bà bỏ xứ bà đi chỗ khác luôn. Còn cha đó, mặc dù ổng mang cái bệnh vậy đó, ổng cũng bỏ nhà đi luôn, ổng đi theo người khác. Cho tới hiện tại thì cha của bạn cũng đã có một cái vợ mới và có thêm một đứa con luôn rồi, nhưng mà gia đình cũng tan vỡ, sống khổ sở dữ lắm. Còn riêng về phần của mẹ, mẹ cũng chấp nhận cái số phận vậy luôn. Ổng đi thì thôi để cho ổng đi đi, không có níu kéo làm gì hết trơn, cứ ở nhà lo cho cái bệnh tình của mình nè. Mẹ cũng xây thêm một cái miếu nhỏ trước nhà, cứ tới rằm những cái ngày lớn á thì bắt đầu đi chùa cầu nguyện này nọ cho mình có sức khỏe. Tuy nhiên tới bây giờ á, mẹ bạn mặc dù cũng đã ổn, nhưng mà chỉ gọi là ổn một phần, tỉnh táo hơn lúc trước thôi, chứ cái cơ thể nó cũng mệt mỏi hoài vậy đó, lâu lâu là nóng trong người. Tại vì bạn nói mẹ có người theo dựa, đặc biệt là cái người chị thứ hai của mẹ cứ đi theo mẹ hoài vậy đó. Và rồi qua câu chuyện này,
chúng ta có thể thấy là động tới bùa ngải làm cái gì. Để rồi cuối cùng thì tất cả banh chành hết trơn. Tình bạn thì cũng mất luôn. Gia đình thì tan vỡ, không có còn gì hết. Sức khỏe cũng không có. Người thì tàn tật, người thì yếu, người thì mang cái bệnh hậu suốt đời luôn. Không có cái gì nguyên vẹn cả. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.